máy nhiệt nhẹ. Máy bay Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Singer gấu pu này. Đầu tiên mình sẽ Winnie the Pooh. Mình cắm cuộn chỉ vào đằng sau máy như này. Cái này mình bật ra đằng sau, mình cắm vào. Cắm cái chặn chỉ vào đầu. Đi chỉ đánh suốt thì mình chỉ cần từ cuộn chỉ cắt chéo xuống bên dưới con ốc này. Cắm suốt chỉ vào đây. Cuốn chỉ quanh suốt theo chiều kim đồng hồ. Mình cứ cuốn khoảng tầm 4-5 vòng, cuốn chặt chặt vào, sau đấy gạt qua bên phải và ấn nút chạy ở đây. Ủa, con đi chạy nhanh nhờ. Qua đá lấy chỉ, suốt chỉ ra. May thì bao gồm chỉ trên và chỉ dưới. Đầu tiên mình sẽ đi chỉ trên. Lúc đi chỉ trên thì mình nhớ nâng chân vịt lên nhé. Từ cuộn chỉ móc vào đây. Đi thẳng xuống. Đến đây mình vắt qua trái đi lên. Trong cái khoảng trống, cái khe hở này có cái mỏ giật chỉ. Xoay bánh đà cho nó lên cao, đây nó lên cao như thế này, mình móc từ phải qua trái đi xuống, móc vào đây, sau đấy mình sâu từ trước ra sau qua kim. Chỉ dưới kéo cái mặt này về phía mình, lấy suốt chỉ ra. Mình lắp suốt chỉ vào. Mình cầm tay phải cầm suốt sợi chỉ ở phía bên trên, đặt vào. Kéo sợi chỉ đi vào cái rãnh xiết ở đây. Đây quay cái rãnh xiết này. Kéo qua trái, suốt quay ngược chiều kim đồng hồ. Mình lắp xong mình kéo suốt quay ngược chiều là đúng, còn mà cùng chiều thì mình phải tháo ra lắp lại. Lấy chỉ dưới tay trái cầm chỉ trên, tay phải xoay bánh đà cho kim đi xuống. Xoay đến khi kim đi lên nó sẽ kéo chỉ dưới lên. Mình cầm chỉ trên mình kéo kéo nó lên ở đây, mình rút chỉ dưới lên phía trên. Cho hai sợi chỉ vào giữa khe chân vịt ra sau. Cái này mà là mặt nguyệt, đậy cái mặt nguyệt này vào. Máy mình chọn các đường may ở đây. May đường nào nó sẽ tương ứng với cái này. Ví dụ đường thẳng có độ mau thưa khác nhau. Nhìn nó vẽ này, dày này, thưa hơn, tương tự zig zag cũng thế. Đây là tốc độ nhanh chậm, xuống dưới này là tắt, đây là những chậm. Hôm nay mình cho vải và hạ chân vịt xuống, và nước chảy ở đây. Đây là tốc độ chậm. Chân vịt thì mình sẽ ấn vào cái lẫy ở đằng sau này. Cái lẫy đây, chân vịt nó sẽ nhả chân vịt ra. Đây là chân thủ quy, mình lắp thì cái vạch đỏ nó qua phía bên trái. Hạ cần nâng hạ chân vịt cho nó ngập vào cái chốt ngang là được, cái chốt ngang ở trên chân vịt. Cho vải vào. Mình chọn chức năng thố khuy.
số 1, số 2, số 3, số 4 ở đây. Đầu tiên mình chọn số 1. Nó sẽ chạy về phía mình đến lúc nào mình phải dừng lại. Đây, kim nó đang cắm ở dưới vải thì mình phải xoay bánh đà cho kim nó lên phía trên vải, sau đấy mình chọn sang số 2. Số 2. Chạy khoảng tầm 2-3 đường thôi, mình dừng lại, chọn sang số 3. Nó sẽ chạy dừng. Bằng cạnh lúc ban đầu thì mình sẽ dừng lại. Mình lại xoay kim lên trên vải, chọn sang số 4. Chọn sang khoảng tầm 2-3 đường thôi. Nó sẽ ra một cái kim rất là đẹp. Mình rạch, rạch ở giữa để mình gài cúc áo. Mà trinh thay kim, thay trái mình cầm kim, thay phải mình vặn cái ốc này. Kéo kim xuống, kim nó sẽ có một mặt dẹp, một mặt tròn. Khi lắp vào để ý mặt dẹp quay ra phía sau. Mình đẩy kịch lên và vặn chặt ốc vào. Okay. Mày đẹp vậy.